Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài trong vòng 4 ngày, trong đó 2 ngày đầu và cuối kỳ nghỉ đã ghi nhận tình trạng tắc đường nghiêm trọng ở hầu hết các cửa ngõ, các trục giao thông chính từ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh thành. Ghi nhận lượng phương tiện di chuyển lớn nhất từ sau khi có dịch COVID-19. Tại các cửa ngõ của thủ đô, dòng người và xe cộ hướng về nội đô đã tăng cao. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng về Hà Nội đoạn qua nút giao Yên Bình đang ùn tắc dài khoảng 2 km do đang có một vụ va chạm. Lực lượng chức năng đã có mặt để giải quyết sự việc. Đường sân bay Nội Bài lưu lượng xe tăng lên rất nhanh và các phương tiện lưu thông chậm. Khu vực cầu Trương Dương giao thông đông đúc hướng về trung tâm thành phố. Đoạn cao tốc Hà Nội Bắc Giang qua cầu Như Nguyệt các phương tiện đang xếp hàng dài, việc di chuyển đang gặp khó khăn. Còn trên quốc lộ 1A hướng từ các tỉnh miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh tăng cao. Tại khu vực cầu vượt Bình Thuận, hàng dài phương tiện xếp hàng dài chờ ra khỏi cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Nhiều chiến sĩ cảnh sát giao thông đã có mặt điều tiết giao thông tại khu vực cầu vượt Bình Thuận, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, một thông tin tích cực về diễn biến dịch COVID-19. Đến hôm nay ngày 3 tháng 5, cả nước có 10 tỉnh thành không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới. Bộ Y tế cũng cho biết số ca nhiễm COVID-19 và tỷ lệ tử vong đều giảm mạnh. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 6.000 ca một ngày. Riêng hôm qua, số ca mắc mới giảm xuống còn 3.200 ca. Hà Nội ngày hôm qua ghi nhận 760 ca. Phú Thọ, Yên Bái, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Nghệ An và Hưng Yên giao động trong khoảng hơn 101 đến 185 ca. Các địa phương còn lại phổ biến ở mức từ 1 đến 2 con số. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.656.000 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ về số ca. Tại văn bản mới đây xin góp ý dự thảo phương án bảo đảm công tác y tế ứng phó với các tình huống dịch COVID-19, Bộ Y tế vừa đưa ra hai tình huống ứng phó với dịch COVID-19 năm 2022 và đến năm 2023 và xin ý kiến góp ý của cá nhân, cơ quan có liên quan. Dự thảo của Bộ Y tế đề ra hai tình huống ứng phó với dịch COVID-19. Với tình huống 1, chủng virus tiến hóa nhưng ca COVID-19 nặng và tử vong giảm. Bộ Y tế đề xuất một số hoạt động tập trung ở tình huống này là nghiên cứu tiêm vaccine mũi thứ tư cho người lớn, tiêm mũi thứ ba cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 18 tuổi và tiêm cho trẻ em từ 3 tuổi đến 5 tuổi để sớm triển khai cho các nhóm đối tượng ngay trong năm 2022. Với tình huống 2, khi xuất hiện biến chủng mới, bệnh nhân COVID-19 nặng và tử vong tăng, Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới, các nhà sản xuất vaccine để cập nhật các loại vaccine phù hợp với biến chủng mới virus SARS-CoV-2, kịp thời báo cáo chính phủ để cập nhật và cho phép mua bổ sung phục vụ tiêm chủng cho người dân. Theo báo cáo từ các địa phương, chỉ trong một ngày mùng 1 tháng 5 đã có 7 vụ tử vong và mất tích vì đuối nước. Trong đó thì Bình Thuận có 2 bé 5 và 6 tuổi tử vong khi mà rơi xuống ao tưới vườn Thanh Long và một học sinh lớp 7 mất tích. Tỉnh Bình Phước cùng ngày cũng có 4 học sinh lớp 11 tử vong khi tắm trên sông ở địa bàn xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng. Trước đó thì tại Nghệ An, ngày 25 tháng 4, 4 học sinh đã đuối nước khi mà tắm tại đập Khe Giang, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Còn tại Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 cũng có 2 nữ sinh đi bơi ngã xuống hồ đá xã Giang Điền, huyện Trảng Bom và tử vong. Các tỉnh Đồng Tháp và Nghệ An cũng có số em nhỏ tử vong vì đuối nước trong tuần qua. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tỷ lệ tử vong do đuối nước ở khu vực nông thôn cao gấp 4 lần so với khu vực thành thị. Đuối nước chủ yếu xảy ra tại những nơi công cộng chiếm tới 77,6% ở các ao hồ sông suối biển, ngã xuống hố ga hồ xây dựng, 15,8% xảy ra tại gia đình và 6,6% tại nơi khác. Để hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ em, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương cần phải tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em, yêu cầu triển khai thực hiện đồng bộ và quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp. Công điện của Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thanh tra kiểm tra thường xuyên rà soát, đề xuất kịp thời các cơ chế chính sách biện pháp hiệu quả công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Bộ Giáo dục và Đào tạo phổ biến kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước đến từng trường học, lớp học, từng học sinh, đặc biệt là mỗi kỳ nghỉ hè, đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn trong trường học, tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức về việc phòng chống đuối nước, đẩy mạnh phối hợp cùng với nhà trường, gia đình để quản lý giám sát học sinh trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè. Hướng dẫn các địa phương về việc tổ chức học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi và việc hỗ trợ giảm giá vé chi phí cho trẻ em, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để phục vụ việc tổ chức dạy bơi trong các cơ sở giáo dục, vận động xã hội hỗ trợ kinh phí xây dựng, bảo dưỡng cơ sở vật chất thiết yếu thể dục thể thao, phát triển hệ thống bơi thông minh và các nguồn nước mở an toàn để tổ chức các lớp dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước và phổ cập bơi cho trẻ em.
Với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu cần phải phối hợp ban ngành, đoàn thể, ban bảo vệ trẻ em cấp xã, cá nhân tình nguyện tham gia, quản lý chặt chẽ trẻ em trong thời gian không đến trường, đặc biệt là vào dịp nghỉ hè, các thời gian bão lũ và thiên tai. Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, trong đêm qua và sáng sớm nay, ngày 3 tháng 5, ở khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa đo được dao động trong khoảng từ 50 cho đến 90mm trên một đợt. Dự báo trong các ngày 4 cho đến 5 tháng 5, ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng và thấp. Xin được trở ra với thời tiết tại khu vực miền Bắc. Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, không khí lạnh nhanh chóng suy yếu khiến cho nền nhiệt ở khu vực miền Bắc cũng như là khu vực Bắc Trung Bộ tăng nhanh với mức nhiệt cao nhất là 30 độ C. Trời chấm dứt mưa, ngày có nắng, chỉ còn se lạnh về đêm và sáng sớm. Còn với khu vực Trung Trung Bộ, đêm sẽ có mưa. Cục bộ có nơi mưa vừa, ngày có mưa rải rác. Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Trong hai ngày qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình xảy ra mưa lớn, khiến gần 3.000 ha diện tích lúa vụ mùa đông xuân bị ngập và ngã đổ, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng cây trồng. Ngoài lúa bị ngã đổ, thì một số hộ thu hoạch sớm cũng không thể phơi khô nên lúa bị lên mộng và hư hại nặng. Để có thể kịp thời cứu lúa và hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa gió gây ra, ngành nông nghiệp địa phương đã khuyến cáo người dân cần khắc phục bằng cách là thoát nước cũng như là tiêu úng càng sớm càng tốt. Đối với những diện tích lúa bị ngã đổ đang chín tới thì bà con cần chủ động gặt hái, thu hoạch sớm với phương châm là xanh nhà hơn già đồng. Phần diện tích lúa còn lại thì là xanh, khắc phục bằng cách là buộc và dựng lại thành từng cụm. Nông dân cũng cần tích cực thăm đồng và triển khai các giải pháp phòng trừ sâu bệnh, thường xuyên theo dõi cũng như là cập nhật thông tin dự báo thời tiết để chủ động các biện pháp bảo vệ cây trồng. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Kính mời bà con cùng theo dõi.